Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ với mọi người dự án nhận 50 cái token SNS. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link mình để dưới phần bình luận. Sau đó thì làm các nhiệm vụ ở trên cái biểu mẫu này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ điền tên và email vào nhé. Rồi sau đó bấm vào tham gia này. Rồi ok, sau đó mọi người sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ ở đây. Rồi theo dõi Twitter. Ok, quay trở lại. Nhập tên username nhé. Rồi xong. Tiếp theo là đăng một tweet. Rồi mọi người đăng lên. Sau đó là dán cái link retweet nhé. Mọi người quay trở về này. Vào Twitter nhé. Rồi vào một hồ sơ tweet và trả lời. Đây mọi người sao chép cái link này. Ok vào đây và dán nó vào. Rồi tweet. Tiếp theo là tweet lại một cái tweet nữa. Rồi ok. Mọi người kéo lên. Like và retweet lại. Rồi sau đó quay trở lại. Nhập tên người dùng này. Nhập username này. Rồi. Tiếp theo là join vào Discord này. Ok, mọi người lại bấm vào mũi tên cho mình. Kéo lên trên, bấm vào ô vuông và hoàn thành. Rồi, sau đó tích vào. Ok, rồi quay trở lại nhé. Và nhập username của Discord. Đúng không này? Ok. Rồi, đã tham gia. Tiếp tục là join vào Telegram. Rồi mọi người chọn join này. Quay trở lại. Và nhập username Telegram vào đây. Ok, join thêm một lần nữa. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục nhập vào. Sau đó là join vào Instagram. Ok, mọi người bấm xuống dưới cùng đây để lấy username nhé. Ok, quay trở lại. Rồi tiếp theo là đăng ký kênh YouTube. Bấm chọn đăng ký. Rồi. Thì nó yêu cầu là nhập tên người dùng kênh YouTube nhé. Ở đây thì tên người dùng đây. Tên người dùng đây nhé, mọi người nhập vào nhé. Ok, đăng ký vào kênh Reddit.
rồi tham gia cộng đồng, và mọi người sẽ sao chép cái kênh Reddit cho mình cái tên nhé. Rồi dán vào đây. Chọn tôi đã đăng ký. Rồi sau đó thì mọi người vỗ một tay vào cái bài viết này. Mọi người mở VPN lên cho mình. Ok, quay trở lại load lại trang. Rồi mọi người kéo lên và vỗ tay vào bài viết nhé. Ok. Rồi sau đó quay trở lại. Nhập username. Rồi, tiếp theo là sẽ bấm vào đăng ký tài khoản và để lại cái địa chỉ ví BSC. Ok. Rồi, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Thì ở cái phần trên này nó sẽ có cái đường link để chia sẻ, thì mọi người sao chép cái đường link này để đi chia sẻ nhé. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong. Xin cảm ơn mọi người.